dán bỏ thuốc chuột vào trong bánh ngô. Không ngờ bị đội trưởng bí mật thay bằng đường trắng. Ai không dám ăn bánh thì người đó chính là nội gián. Đĩa bánh được đặt lên bàn, nhưng không một ai dám ăn, bởi vì bánh đã bị nội gián hạ độc. Nhưng đội trưởng chỉ dùng chiêu này là có thể bắt được nội gián. Ngày hôm qua, Văn Vũ bế về một chú mèo, muốn để nó bắt chuột. Không ngờ một con chuột cũng không bắt được. Văn Tài bực tức ném trả nó cho Văn Vũ. Thôi thả nó luôn đi, có bắt được con chuột nào đâu. Bắt được rồi mà. Điên à, một con cũng không bắt được. Con cao rách tay tôi đây, chả được tích sự gì. Văn Vũ không tức giận, vì để chứng minh bản thân, Văn Vũ đi mua bẫy chuột. Anh không tin anh không bắt nổi một con chuột. Nhưng nửa đêm, có một người lén lút đi vào nhà kho, lấy bẫy chuột đi. Ngày hôm sau, Văn Vũ hào hứng tới nhà kho, còn hỏi mọi người bẫy được mấy con rồi. Văn Tài nhếch miệng, một con cũng không có, tới cái bẫy chuột cũng không thấy đâu. Chắc thuốc chuột chưa phát tác ấy mà. Nhưng giây sau, chuột, chuột kìa. Thế chưa? Trông mấy con chuột còn khỏe re. Thuốc cậu mua đó. Văn Chọc ở cạnh cũng chế nhạo Văn Vũ. Không phải tôi coi thường cậu, Văn Võ cậu chả làm được cái nào, vậy mà sống được tới giờ. Văn Vũ nghe vậy rất khó chịu. Anh kéo tay đội trưởng, nói bọn họ hùa vào chê bai bắt nạt anh. Không ngờ lần này, đội trưởng không giúp Văn Vũ mà đứng về phía kia. Đội trưởng nói đừng tìm anh khóc, anh nào phải vợ chú. Văn Vũ tức giận quay người bỏ chạy, rồi trói anh lại, chuẩn bị xử bắn. Đội trưởng đã tìm đến quá phụ để hỏi ra sự thật. Nhờ có lời giải thích của cô, anh không chỉ bảo toàn tính mạng, mà còn cưới được cô về làm vợ. Nhưng sự tồn tại của nội gián khiến binh đoàn rất lo lắng, sợ tương lai hắn sẽ gây ra nhiều chuyện. Nên đội trưởng và họ bàn nhau phải bắt bằng được tên nội gián. Vậy nên ngày đó bọn họ đã diễn một vở kịch. Đội trưởng cố ý cô lập Văn Vũ, rồi xem xét phản ứng của mọi người. Văn Vũ không ngờ mình có ý tốt mua bẫy chuột về bắt chuột, kết quả còn bị bọn họ chê bai coi thường. Anh chạy ra khỏi nhà kho, kéo đầu bếp đi uống rượu giải sầu. Đầu bếp nói mình không đi được, bọn họ đang phải đợi bột ngô. Đầu bếp thật sự không đi được nên đã để nhóc đeo kính cẩm tú đi cùng Văn Vũ. Nhưng hai người vừa đi thì đầu bếp lộ ra một nụ cười sâu xa. Lục Cẩm Tú, tao coi mày là anh em nên tha cho mày đấy. Còn Văn Vũ, mày bắt chuột ngu như thế, bị vậy là đáng đời. Sau đó đầu bếp mở gói thuốc chuột đã chuẩn bị sẵn, rắc hết vào ngô ở trên cối xay. Rất nhanh sau đó hắn bê đĩa bánh ngô lên, đặt ở trên bàn. Trong đĩa bánh ngô này có thuốc chuột. Ai không dám ăn bánh thì người đó chính là nội gián. Đĩa bánh đặt trên bàn, đội trưởng cầm chiếc bánh lên định ăn thì nhận ra những người xung quanh không ai ăn cả. Anh hỏi họ có chuyện gì vậy. Đầu bếp vội trả lời, vì Văn Vũ và Lục Cẩm Tú chưa về, bọn họ đi chơi tận đâu rồi. Tôi nghĩ thôi mọi người đừng đợi nữa, cứ ăn trước đi. Đội trưởng nói, cậu vội như thế sao, thế cậu ăn trước đi. Hắn vội nói mình không đói, hay thôi đợi cũng được, có một binh sĩ không đợi nổi, đồ cúng còn không phải đợi lâu như thế. Anh cầm bánh lên muốn ăn, đội trưởng không vừa ý mà trách mắng anh ta, người bên cạnh cậu đang cầm con dao sắc muốn giết cậu, vậy mà chúng ta lại ở nhà kho cầm bẫy chuột muốn bắt chuột. Chúng ta đánh thắng trận, tiêu diệt hàng chục tên địch, bắt sống cả trăm tên, chúng ta không thể để cho nội gián chia rẽ binh đoàn được. Vào lúc này, Văn Vũ và Lục Cẩm Tú trở về say xỉn trở về. Đầu bếp vội gọi bọn họ vào ăn cơm. Văn Vũ trông thấy bánh ngô thì khinh bỉ ra mặt, tôi đã ăn no rồi, tôi đi ăn thịt bò, uống rượu xịn rồi, sơn hào hải vị có khi tôi còn không lọt mắt, sao ăn được mấy cái thức ăn cho heo này, tôi không ăn nổi đâu. Nhưng Cẩm Tú say xỉn lại chộp lấy đĩa bánh rồi há mồm ăn. Đầu bếp ngăn cậu ta, nói ăn cơm rồi còn ăn làm gì nữa. Đội trưởng thấy thế nói, để cậu ta ăn. Đầu bếp chẳng nói được gì, hắn nhìn xung quanh, mọi người cũng đã bắt đầu ăn bánh. Hắn đành phải cầm bánh lên, nhưng không dám cho lên miệng. Hắn vờ như mình cũng ăn. Một binh sĩ ăn xong thì nói, thêm đường rồi. Đội trưởng nói, không thêm thuốc chuột là được. Đầu bếp nghe vậy lập tức há mồm ăn miếng bánh. Hóa ra thuốc chuột đã sớm bị đội trưởng cháo thành đường trắng. Buổi tối khi binh trưởng và đội trưởng bàn kế hoạch, binh trưởng nói mình nghi ngờ Văn Vũ, vì trùng hợp đúng lúc đó cậu ta lại vắng mặt. Đội trưởng lại nói là đầu bếp, bởi vì anh thấy được, khi mọi người đều đang ăn bánh rồi, hắn ta vẫn không dám ăn. Chỉ tới khi mọi người thấy bánh quá ngọt, hắn mới dám ăn bánh, như đang che giấu.